Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Nghi làm món chuối xanh ngào đường và có cho thêm chút hành lá vào nữa thì nó có cái mùi thơm đặc trưng rất là ngon, thơm béo giòn, và cách làm của Nghi cũng rất là đơn giản. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng Nghi thực hiện món chuối xanh ngào đường này nha. Nước ấy, mình sẽ cho vô cái thau như thế này và mình dắt chanh vô nha. Mình dắt chanh vô để cho một hồi nữa nó bớt mủ của trái chuối đi. Để mình rửa chuối. Chuối thì mình cắt như này, mình cắt đầu và đuôi nha, cắt đầu và đuôi để cho ra bớt mủ. Chuối mình cắt xong thì mình cứ rửa đi nha, rửa cho nó ra ba cái dơ trong đây. Bây giờ chuối thì mình sẽ cắt theo kiểu này nhé, mình chia làm hai và sau đó mình chia làm ba. Sau khi mình cắt xong thì mình sẽ lột nó như này nha. Lột như vậy chúng ta sẽ bỏ vào. Rất là dễ lột. Rồi, bị gãy luôn. Mọi người lột như cẩn thận nha. Này, bây giờ mình đã lọc xong, bây giờ mình sẽ để ráo hoặc là mấy các bạn lấy khăn giấy á, thấm cho phần nước này nó sẽ ráo đi nha, mình chiên nó đỡ bị dăng hơn. Khi mà dầu sôi thì chúng ta sẽ bỏ chuối vào. Ở đây mình bỏ 1/3 phần chuối mình làm thôi, cho nó mau giòn hơn, mau chín. Mình lấy đũa mình xới lên cho nó đều vàng. Mình lấy cái nồi chiên là bởi vì cái phần dầu nó sẽ được dung lên hơn là con chiên bằng chảo. Chiên bằng chảo nó sẽ lầy ra hơn thì nó sẽ không ngập dầu được và hao dầu hơn, nên mình sẽ chọn là cái nồi nhỏ này, mình chia cái nồi nhỏ này hơn. Chuối mình đã vớt lên xong rồi, bây giờ mình sẽ làm phần tiếp theo để cho món ăn của mình sẽ được hoàn thiện. Hành thì mình sẽ cắt nhuyễn nha. Nếu các bạn có hành lá, chúng ta thấy phần lá làm nó sẽ đẹp hơn. Nhà mình chỉ còn hành này thôi nên là cứ dùng tạm đỡ. Cắt nhuyễn nha. Bây giờ mình sẽ cho một chén nước vào. Một chén đường. Một muỗng muối.
chúng ta khuấy đều lên cho cái hỗn hợp này nó sẽ tan ra. Mình dùng sạn mình đánh nó nha. Rồi mình cho hành vào ha. Chút phần cuối này vào, chúng ta cho chuối vào rồi đảo cho đến mức mà khi mà đường chúng ta vừa khô thì mình sẽ tắt bếp. Để mình ăn thử nha. Ngọt ngọt mặn mặn thơm lắm, ngon lắm đấy mọi người. Ôi xin nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Nghi, và nếu thích cho Nghi xin một like và một lượt đăng ký nhé. Và hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.